Xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình biết là kênh của mình thì đa số là những bạn nam theo dõi kênh của mình, nhưng bạn nữ thì cũng có nhưng mà hơi ít. Thì không biết là các bạn nam ngoài sở thích về nước hoa ra thì các bạn còn có những sở thích gì khác hay không? Và các bạn có thể thấy hôm nay là một cái video với một cái tiêu đề hoàn toàn khác, cũng như là một cái chuyên mục hoàn toàn mới. Mình đã từ lâu mình rất muốn làm cái chuyên mục vlog để có thể chia sẻ những cái kiểu một ngày của mình, là lý do vì sao mà mình gọi là đến với con đường nước hoa này. Trước đó thì mình có những cái trải nghiệm gì, hay là có những cái gọi là kinh nghiệm gì để có thể truyền tải cho các bạn. Tại vì mỗi một câu chuyện về những cái chai nước hoa ấy, thì nó cũng có những cái thời điểm, có những cái lời khen, lời chê đi cùng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó là sở thích và đam mê, xem là mình đã có những cái đam mê gì trước khi đến với nước hoa. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Như ở trong cái video Q&A mình có nói là, thứ nhất là công hiện tại của mình đang là 30 tuổi, 29, gần 30, sắp sinh nhật là 30. Và hiện tại thì mình đang sinh sống ở Hà Nội này. Hiện tại thì mình đang ở một mình, ở trong một cái căn tập thể không à. Mình hoàn thiện nốt cái phòng quay của mình, thì mình sẽ làm cái vlog giới thiệu gọi là căn nhà nhỏ của mình. Hiện tại thì mình đang ở quận Ba Đình. Đó, phòng quay đó, thứ mình sẽ hoàn thiện nốt, tại vì mình mới chuyển về đây là mình cũng phải mua một chút đồ nữa. Vậy dịch giã cũng hơi khó khăn về kinh tế. Thì đó là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là công việc của mình thì mình là công an nhân dân. Đó, nên là chắc là nhiều bạn rất là bất ngờ nếu như các bạn chưa xem video đó. Thì trước khi mà mình đến với nước hoa thì mình có rất nhiều sở thích. Mình thì biết dùng nước hoa được khoảng tầm 10 năm. Nhưng mà thực sự để mà nghiện, để mà đam mê thì cũng chỉ tầm 4 đến 5 năm trở lại đây. Và thực sự nghiêm túc thì bắt đầu là từ khi bắt đầu mình làm YouTube, là mình kiểu muốn chia sẻ với mọi người. Và mình thấy là kênh nước hoa Việt Nam thì cũng không có quá là nhiều, nên là tại sao mình là một người làm về nước hoa, mình biết về nước hoa thì mình không chia sẻ điều đó nha. Đấy là cái lý do mà mình làm cái kênh YouTube này. Rồi, tạm thời ngàn nước hoa sang một bên. Thì như các bạn biết là ngàn mình sinh năm 92, và cái độ tuổi của mình là cái độ tuổi kiểu giao thời giữa 8X và 9X. Nó có rất là nhiều cái sự chuyển biến khác nhau. Mình ở Hà Nội thì các bạn có thể biết rằng là những cái tầm tuổi của mình là thời bắt đầu phát triển Internet, bắt đầu biết đến máy tính, biết đến game. Thì trước khi mình biết đến nước hoa thì mình là một thằng khá là nghiện game. Đó là một cái điều mà đến bây giờ thì mình vẫn chơi. Nhưng mà tại sao mình nhìn lại mình thấy là ui, tại sao không hiểu mình có thể nghiện đến như vậy. Ngày xưa thì mình nhớ hồi mình học tiểu học ấy, tầm lớp 4 thôi, là mình đã bắt đầu biết đi chơi máy tính rồi, đi chơi game rồi. Mà nhà mình ngay gần trường thì 7 rưỡi bắt đầu mình đánh trống để vào trường, thì thường là mình sẽ đi bộ mất tầm 30 giây để sang đến trường. Nhưng mà mình còn đi học lúc 6 giờ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và ngày xưa ấy, thì mẹ mình hay cho mình tiền để ăn sáng 2-3 nghìn gì đó, mặc dù ở nhà mình bán tạp hóa nhá, bán đồ ăn như thứ. Ngày xưa nếu như bạn nào ở cái khu vực trường Ngọc Khánh ấy, thì chắc chắn là biết là mình ở đây sẽ có bạn biết cái khu vực đấy. Nhà mình bán ngay ở ngã ba, tạp hóa rất là to. Mình đi học từ 6 giờ và mình cầm tiền đấy để đi chơi game các bạn. Ngày xưa bán hotline. Đó, ngày xưa được dụ dỗ đi bán hotline mà cái máy tính nhá, nó to đùng luôn đấy, nó to như này, đúng cái máy tính này. Và nó mỗi lần chơi chỉ mất 1.000 một tiếng thôi. Và mình chơi đúng 1 tiếng. Và bán hotline hồi đấy kiểu thế luôn, trẻ con đúng kiểu thích chơi nhưng mà không biết chơi nhà, nó được bà hướng dẫn mua đồ, mua súng, còn biết là giấy cơ. Đấy, mình bắt đầu bập vào game từ thời điểm đấy. Xong rồi đến thời cấp 2 thì mình bắt đầu chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Chắc là ở đây nếu như các ông nào mà tầm 8X, đầu 9X ấy, thì chắc chắn là biết đến game Võ Lâm Truyền Kỳ, là mình cũng là một thằng nghiện chơi game đấy. Mình kiểu cũng dành tiền nọ kia, xin nọ xin kia, rồi mình đi mua đồ đạc quẩy thề. Ngày xưa hồi chinh chiến, nếu như anh em nào ở khu vực giảng võ thì chắc là biết đạc game. Đó, thì mình đã một thời chơi game ở đấy. Chơi game mà không có điều hòa đâu, kiểu chỉ ngồi mà gọi mình chatting uống thôi. Thì đấy là thời cấp 2. Còn đến thời cấp 3 thì bắt đầu mình cũng mới đầu cấp 3 thì bắt đầu vào có nhiều thứ để chơi hơn. Mình có những cái nhóm bạn
chơi mà đến bây giờ vẫn chơi với nhau, mặc dù ở thời điểm này thì cũng khá là dịch nên là cũng không gặp gỡ được nhiều, và đến bây giờ vẫn thân, rất là thân nhá. Thì những ông bạn ấy bọn mình chơi rất là nhiều trò. Ngày xưa mình có một thằng bạn chỉ cốt mà bọn mình đến tầm năm lớp 11, 12, nếu như anh em nào ở Hà Nội ấy, thì chắc hẳn cũng biết là đến cái thời điểm đó thì thường các bạn sẽ có một cái thói quen, đó là đi lên phố, lượn phố và xem đua. Đúng là con trai của ta. Chắc hẳn là nhiều bạn nghe rất là lạ đúng không? Tại vì ông làm công an mà ông đi xem đua. Nhưng mà ngày xưa mình rất là thích cơ động, thực sự. Mình rất là thích những anh cơ động, trông rất là ngầu, trông một kiểu đuổi mấy thằng dân tổ, dân đua. Và đến bây giờ mình nhìn thằng Thể Châu đấy thì mình thực sự là mình không kiểu khó chịu với chúng nó đâu. Tại vì ngày xưa mình cũng như vậy, không biết lỗi là kiểu liều như chúng nó. Bây giờ thì các bạn trẻ rất là liều, nhưng mà ngày xưa thì mình cũng như vậy, nên là mình gọi là mình nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở đấy. Đó, thế xong rồi bọn mình thường xuyên kiểu đi chơi này, xong rồi mình bắt đầu tìm hiểu đến xe máy. Thì đó là một cái sở thích tiếp theo mà mình tốn rất là nhiều tiền. Đó là hồi đầu thì mình chơi gym. Gym thì các bạn phải biết là chơi gym Thái, rồi chơi gym Việt, rồi độ đồ, rồi tìm xe họ kia. Sau mình chuyển sang chơi Way. Ngày xưa mình cũng có ở trong cái hội Way Hà Nội, Way Thái Hà Nội. Uầy, kể lại bây giờ nhìn thấy kiểu bao nhiêu kỷ niệm. Và mình đứng tên khoảng tầm 3 đến 4 cái xe máy. Còn nếu như mà những cái xe mà không đứng tên ấy, gym Way thì chắc là phải đến tầm chục cái. Quá giàu luôn. Thì đó mình thấy là đó là bản sắc của những bạn trai Hà Nội ở tầm đầu 9X và kiểu cuối 8X. Đấy là những cái kiểu dấu hiệu nhận biết, thường là sẽ chơi game này, xong rồi thích đi xem đua này. Nhưng mà mình thấy rằng là 10 ông thì chắc phải 8 ông như vậy. Còn những bạn khác thì chắc là những cái bạn học không nói chuyện. Nhưng mà đúng kiểu tuổi trẻ luôn ấy, và có rất nhiều trải nghiệm. Và rồi thì như các bạn biết thì 18 tuổi mình tham gia lực lượng công an nhân dân, mình đi nghĩa vụ, cũng như là kiểu các bạn đi một đội thôi, chẳng qua là mình đi nghĩa vụ công an. Thì mình về mình gọi là đúng sở thích, mình làm cơ động luôn. Thì công tác một thời gian, xong rồi mình đi học mà, thì bắt đầu mình về ở công an Hà Nội mình làm. Và cái thời điểm đấy thì mình có một cái sở thích là cũng kiểu chơi game, mình bắn PUBG. Các bạn, mình trước làm streamer, nhưng mà chắc là ít bạn biết, tại vì thứ hai mình chơi thì cũng không quá nhiều kiểu livestream để nói chuyện với các vài người theo dõi mình, kiểu một buổi live chắc thì tầm 50 người thôi. Nhưng mà đấy là những cái trải nghiệm mình. Khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì mình cũng bắt đầu thích rượu, song song với cái món nước hoa này thì mình thích đi ngồi những cái quán pub, những cái kiểu cocktail bar ấy. Đó, chứ không phải là kiểu bar kiểu Vinahay, nhạc sập sình, hay là kiểu pha kiểu Macallan, hay là kiểu những cái rượu tây với lại coca uống đâu, mà là những bạn bartender ấy. Thì đấy, mình thích ngồi ở những quán đấy, và đặc biệt những cái quán ở Hà Nội thì mình đi cũng khá là nhiều rồi. Và có vài quán kiểu Nê, hay là kiểu Nê này, Nê Trống này, Trống Duy Tân, Nê Bon Ke, hay là kiểu Leo, rồi Thô Từng nữa thứ, thì mình cũng khá là quen mặt với những chỗ đấy. Nên là nếu như có dịp thì hôm nào các bạn quan tâm thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái hẳn cái video những cái quán rượu mà các bạn nên trải nghiệm. Mỗi một quán thì nó cũng đều mang lại những cái khá là hay. Chính ra có những cái vlog như này thì tự nhiên mình nhìn lại được bản thân mình đã trải qua những cái gì, có những cái sở thích gì. Và mình tin là nhiều anh em cũng có chung sở thích với mình. Với lại những anh em nào có những cái sở thích gì khác thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Và các bạn muốn kiểu vlog sau mình làm về cái chủ đề gì, ví dụ như kiểu mình có thể tư vấn về cái vấn đề đó là có nên vào công an nhân dân hay không này, vào đây thì có được những cái lợi ích gì, và sẽ trau dồi cho bạn những cái kiến thức gì này, hay là kiểu hẹn hò những thứ, tôi có thể tư vấn cho anh em những cái tip đi hẹn hò. Mặc dù tôi không phải là một thằng quá là giỏi trong cái chuyện nói chuyện phụ nữ, nhưng mình cũng khá là tự tin. Và sử dụng những cái mùi hương gì để đi hẹn hò thì đó là một cái mà mình tin là mỗi lần mình gặp bạn nữ nào thì chắc chắn là bạn nữ đấy cũng sẽ ấn tượng với mình. Đó, nên là những anh em mà muốn mình làm những cái chủ đề gì trong cái khoản vlog này thì hãy bình luận phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.